Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là một trong những khu rừng đặc dụng đẹp nhất Việt Nam, rừng Tràm Trà Sư ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, từ lâu đã trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối với mọi du khách khi một lần ghé qua nơi này. Đặc biệt kể từ năm 2018, một phần của rừng Tràm Trà Sư được giao cho doanh nghiệp đầu tư phát triển theo chủ trương xã hội hóa du lịch của tỉnh, nên khiến cho du lịch Trà Sư hôm nay đã có sự chuyển mình đáng kể. Với nhiều lợi thế vốn có về vẻ đẹp tự nhiên, hệ động thực vật rừng đa dạng phong phú, rừng tràm sinh thái Trà Sư ngày càng nổi tiếng và hấp dẫn đối với du khách cũng như trên các diễn đàn về du lịch. Trước đây, du lịch ở rừng tràm Trà Sư chỉ được khai thác theo kiểu có chi dùng nấy, nên vẫn chưa thực sự tạo ấn tượng và sự hài lòng đối với du khách về đáp ứng các dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, Trà Sư hôm nay đã có diện mạo hoàn toàn đổi mới. Đó là kết quả sau một năm thực hiện chủ trương xã hội hóa du lịch, giao cho công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang thuê 159 hectare rừng để đầu tư nâng cấp, mục tiêu phát triển du lịch Trà Sư một cách bền vững. Thì chúng ta thấy là cái rừng Tràm Trà Sư là một trong những cái địa danh mà nó cái hệ sinh thái động thực vật rất là phong phú. Nó cho phép chúng ta phát triển du lịch là rất là ngoạn mục. Tuy nhiên là chúng ta phải có tầm nhìn dài hạn. Làm thế nào để mà du khách tới đây luôn luôn có những cảm hứng mới. Chứ nếu mà chỉ đến đây nhìn rừng tràm rồi đi thì chắc có lẽ là nó cũng nhàm chán. Và chính vì vậy là tập đoàn cho lực lượng tư vấn, thiết kế, nghiên cứu để mà khảo sát đưa ra được cái quy hoạch tổng thể. Đến nay thì quy hoạch tổng thể cũng tương đối là ổn. Tuy chỉ mới một năm kể từ khi tiếp nhận khu rừng đặc dụng, nhưng du lịch sinh thái rừng Tràm Trà Sư đã có sự thay đổi đáng kể, không chỉ về diện mạo mà các dịch vụ vui chơi giải trí ăn uống, đội ngũ nhân viên phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, nhận được những phản hồi tích cực của du khách cũng như giới chuyên môn. Lần này mình đến Trà Sư thì thấy đầu tư du lịch nó giống như là khoác lên một cái chiếc áo mới, đầu tư bài bản hơn và đáp ứng được những cái nhu cầu của du khách. Hiện nay công ty của phần du lịch về thì chúng ta là về cái dịch vụ phải nói rằng tương đối bước đầu tương đối là có bài bản, nó đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thì hướng tới tôi nghĩ nó sẽ phát triển và sẽ tạo sự đồng thuận để phát triển. Cùng với quá trình đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, nhà đầu tư còn đề ra tiêu chí giữ gìn và bảo tồn tuyệt đối cảnh quan cũng như những giá trị sinh thái nguyên bản, hệ động thực vật tự nhiên vốn là đặc tính độc đáo của rừng tràm Trà Sư. Đó cũng là những lợi thế để nhà đầu tư tận dụng, tiếp tục đầu tư những dịch vụ mới hấp dẫn nhằm thực hiện đạt mục tiêu giữ chân du khách lưu trú tại khu rừng đặc dụng độc đáo trong tương lai rất gần. Và đương nhiên là chúng ta phải làm các cái dịch vụ khá phong phú. Cái dịch vụ này không thể là theo truyền thống được, mà có thể chúng ta phải đi nghiên cứu các nước nó lân cận chúng ta cũng như là trên thế giới. Họ có những cái dịch vụ gì lạ mà nó thu hút du khách để chúng ta đầu tư vào cái khu du lịch này, biến nó thành một cái nơi du lịch mà khách đi phải nhớ mãi. Mà đặc biệt là khu vực này khách châu Âu rất là nhiều. Đấy, đó là một cái tiềm năng mà chúng ta an tâm để chúng ta đầu tư. Tất cả các bên đều hiện nay đều có trách nhiệm để phát triển du lịch ở Trà Sư, vừa nhà nước, vừa ngành chuyên môn và cả công ty. Vì vậy tôi nghĩ rằng coi như Trà Sư trong vòng 2-3 năm tới sẽ là một cái bộ mặt du lịch của tỉnh, mà đây là một cái điểm du lịch được ăn khách. Sự đổi thay về du lịch ở rừng tràm Trà Sư hôm nay chỉ mới là bước đầu. Trong tiến trình phát triển lâu dài, cùng với sự đồng hành của các ngành chức năng tỉnh trong việc tạo thuận lợi về cơ chế chính sách, nhà đầu tư đã và đang hoạch định nhiều chiến lược nhằm phát triển du lịch Trà Sư trở thành thiên đường xanh ngập nước, điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch quốc gia theo đúng kỳ vọng của tỉnh.